Hôm nay cái chúng ta sẽ đi qua cái phần WhatsApp. Thì đây là cái phần cũng khá là quan trọng và cũng phổ biến cho tất cả cái vấn đề liên quan đến việc xây dựng website ở thời điểm hiện tại. Thì như các bạn biết, trong cái bài hôm trước tôi có đề xuất, chỉ cho các bạn về cái việc bao siêu website. Thì ngày nay thì tất cả website của chúng ta đều phải có đáp ứng được tính năng bao siêu. Thì tại sao như vậy? Thì các bạn thấy như thế này, ở trên chúng ta có rất là nhiều cái thiết bị di động ha, chúng ta có rất nhiều thiết bị di động, ngày nào chúng ta cũng xài di động ha, có nghĩa là di động đã chiếm đại đa số về cái người dùng. Cho nên khi chúng ta xây dựng một ứng dụng web thì chúng ta cần phải đáp ứng được những cái vừa chạy trên những cái thiết bị, vừa chạy trên những máy laptop, trên desktop vân vân, có nghĩa là chạy trên tất cả mọi nơi, thì cái khái niệm responsive web đã ra đời. Thì để cho phục vụ được cái responsive web đó thì nó có những cái về công nghệ nó sẽ phát triển để đáp ứng được cái nhu cầu là làm sao một cái website chúng ta phát triển thì nó chạy trên tất cả các thiết bị. Chính vì điều đó cho nên Bootstrap nó ra đời ha. Thì cái Bootstrap đó chính là một cái thư viện miễn phí, nó là một thư viện miễn phí như các bạn sẽ thấy ngay tại đây. Bootstrap ha là một cái thư viện khá là phổ biến, nó sử dụng HTML này, CSS và JS framework. Để cái mục tiêu lớn nhất của nó là giúp ích cho những người xây dựng website, làm sao có một website responsive. Và cái tiêu chí đầu tiên của nó là ưu tiên hàng đầu chính là ưu tiên trên mobile web và mobile web. Đây thì các bạn sẽ thấy Bootstrap nó là một cái framework front end. Thì front end có nghĩa là ở phía người dùng cuối đó các bạn, là ở phía người dùng, là ở phía hiển thị trên trình duyệt. Bootstrap nó hoàn toàn miễn phí ha, nó giúp cho chúng ta xây dựng một website nhanh hơn, dễ dàng hơn, và điều đặc biệt quan trọng là gì các bạn, nó tạo ra những website responsive một cách dễ dàng ha, responsive một cách dễ dàng. Thì Bootstrap nó bao gồm những cái template HTML, CSS và JavaScript, nó bao gồm tất cả này, nó đóng gói trong cái thằng Bootstrap Do vậy kể từ bây giờ khi mà liên quan đến xây dựng website thì chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta áp dụng ngay Bootstrap ngay từ bây giờ. Thì như các bạn thấy hôm trước tôi có demo một số những cái website là nó đã cũ rồi, thì lúc trước người ta không có khái niệm về Bootstrap, cho nên người ta xây dựng một cái website phải xây dựng ở nhiều cái version, cái version trên máy tính bảng, version trên máy desktop và version trên mobile, rất là tốn thời gian và công sức, cũng giống như cho cả designer và người lập trình. Thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ ngay đến Bootstrap. Nếu như bây giờ mà các bạn xây dựng một ứng dụng web chúng ta không sử dụng Bootstrap thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc sau này để chúng ta sửa nó, bởi vì không phải bất cứ website nào chúng ta cũng phải chúng ta đều sửa một cách dễ dàng bằng cách là áp dụng Bootstrap, từ những website cũ chúng ta đang cấp lên. Cho nên khi mà các bạn xây dựng ngay từ bây giờ thì chúng ta cần phải áp dụng ngay Bootstrap, để chúng ta làm những website theo những cái chuẩn của Bootstrap quy định. Thì cách để chúng ta sử dụng Bootstrap như thế nào, tải Bootstrap như thế nào thì cũng giống như Jiggery, chúng ta có hai cách các bạn ha, Một là chúng ta tải Bootstrap từ cái trang getbootstrap.com. Đây là cái trang để chúng ta có những cái thông tin về, thứ nhất về là cái thư viện Bootstrap, thứ hai là tất cả những cái hướng dẫn chi tiết về cái sử dụng Bootstrap như thế nào, được như nào. Thì trong cái khóa này tôi hướng dẫn cho các bạn cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái chia lưới ha, cái cách chia lưới chia grid, cái grid trong cái Bootstrap. Còn những phần còn lại, ví dụ như là cái button, những cái table, chúng ta xài những CSS, những cái class nào mà Bootstrap nó cung cấp để cho nó apply cho tất cả, thì các bạn nên tham khảo từ cái trang web này, nó rất là chi tiết ha. Rồi đó là cách thứ nhất là chúng ta tải về và chúng ta thêm vào ngay trên cái ứng dụng của chúng ta. Thì các bạn cũng xem giống hệt như Jiggery như vậy. Cách thứ hai là chúng ta xài cái Bootstrap include Bootstrap từ CDN. Thì CDN nó là viết tắt của Content Delivery và Network, và CDN, các bạn thấy là CDN. Đó là chúng ta không cần phải tải về, các bạn ha. Và chúng ta sử dụng sẵn thì CDN, thì nó chứa sẵn ở trên cái CDN của chúng ta. Chúng ta khi nào chúng ta include nó vào cái trang của chúng ta, chúng ta xài thoải mái ha. Thì cái lợi ích của CDN thì có nhiều cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là các bạn thấy là trên CDN nó luôn luôn cập nhật version, và chúng ta không quan tâm đến version nào chúng ta lấy cái đường link đó và tự động nó cập nhật thì nó thay thế ngay trên CDN của chúng ta, không cần quan tâm đến version. Cái thứ hai, lợi thế thứ hai là các bạn thấy như thế này. Bây giờ tất cả những website, hầu hết những website đều đã sử dụng Bootstrap. Mà khi mà sử dụng Bootstrap thì các bạn, như cái ngay từ ban đầu tôi có nhấn mạnh các bạn là gì? Là khi mà chúng ta sử dụng website thì những cái, ví dụ như là JavaScript nè, Jiggery nè, hay là CSS, thì lập tức là nó được tải về trình duyệt của chúng ta và nó được lưu trong cache, ha các bạn ha. Mà khi mà nó lưu trong cache, có nghĩa là lần tải khác nữa, nếu như không có sự thay đổi gì cả,
thì cái đó nó lấy từ kết, nghĩa là lấy từ cái máy người dùng nó lưu sẵn kết trong cái browser của người dùng đó, nó lấy lên. Mà nó đã lấy lên như vậy thì nó sẽ không cần tải về nữa. Khi mà không cần tải về nữa có nghĩa là nó đã tải trước đây rồi, mà nó đã tải trước đây rồi thì lúc đó nó không tải nữa. Chính điều đó nó sẽ làm cho website của bạn chạy nhanh hơn, chạy nhanh hơn. À, nếu như các bạn là gì các bạn, cái lần đầu tiên á, mà chúng ta gắn vào website của chúng ta đau về chúng ta gắn vào website thì buộc nó phải là gì các bạn, nó phải tải về trình duyệt và nó lưu trong cache. Còn trong trường hợp là chúng ta lấy từ CDN thì có nghĩa là chúng ta đã truy cập vào một số những website trước đó, nó đã lưu sẵn rồi. Còn khi mà chúng ta truy cập vào website, người dùng truy cập vào website của chúng ta thì là gì các bạn, là nó đã có sẵn rồi, mà nó có sẵn rồi thì nó không tải nữa, mà nó không tải nữa thì làm cho website chúng ta chạy nhanh hơn. Cho nên đó là lợi thế mà chúng ta xài CDN, nên tôi khuyến cáo các bạn chúng ta cũng nên xài CDN luôn nha. À, để chúng ta khỏi cần phải tải về, bởi vì đôi lúc là chúng ta đã những người dùng đã duyệt web trước đây rồi, đã duyệt những web khác, đã vào những web khác và web khác đã có sẵn cái CDN là liên quan đến Bootstrap hay jQuery và nó có hết rồi, thì nó sẽ vào con web của chúng ta và nó không tải lại những cái đó, sẽ làm cho web của chúng ta chạy nhanh hơn. À, chạy nhanh hơn, đó là cái ưu thế của CDN, nên tôi khuyến cáo các bạn xài CDN nha. Đó là cách liên quan đến tải Bootstrap, chúng ta có hai cách như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta tạo một trang web đầu tiên với Bootstrap thì chúng ta đi qua bao nhiêu bước, các bạn xem đây, bao nhiêu bước. Bước thứ nhất là chúng ta khai báo cái HTML 5.2, thì Bootstrap buộc phải có khai báo này, chúng ta không có khai báo này nó sẽ không chạy các bạn ha. Cách khai báo rất là đơn giản ha, thì các bạn có nè .2 HTML và chúng ta khai báo cái này, đây chính là khai báo của HTML 5.2 HTML len ha. .2 chúng ta phải gắn các len bằng cái này là cái ngôn ngữ các bạn ha, ngôn ngữ về English, và chúng ta khai có cái .2 đây các bạn, .2 HTML, chúng ta nhớ phải có cái này ha, nhớ phải có cái này nha các bạn. Và đây là cái ngôn ngữ nào được chưa nào, character set là chúng ta set là UTF-8, có nghĩa là phong Unicode các bạn ha. Thì chúng ta bỏ ngay cái .2 HTML để chúng ta khai báo HTML 5.2 là như vậy ha, .2 là như vậy, phải có cái này nha các bạn ha. Rồi bước thứ hai là mobile first, thì từ Bootstrap 3 trở về sau thì nó ưu tiên là gì các bạn, là ưu tiên cái mobile trước ha, ưu tiên cái mobile. Cho nên là chúng ta có cái mobile first, mà mobile first thì chúng ta khai báo trong cái tag meta như sau. Chúng ta buộc phải có meta, đầu tiên là cái .2 này các bạn ha, .2 HTML, được chưa nào. Cái thứ hai là mobile first, có nghĩa là chúng ta buộc phải khai báo là gì, có thể meta, tên là viewport, chúng ta name bằng viewport, và content chúng ta có hai cái tham số là width bằng divide width và initial scale bằng 1. Thì hai cái này nghĩa là gì, hai này nghĩa là gì, tôi sẽ giải thích tiếp theo ha. Các bạn thấy là gì, width bằng divide width nè, width bằng divide width có nghĩa là gì, là nó sẽ tự động hiển thị cái độ rộng, nghĩa là gì các bạn, cái độ rộng của website của chúng ta nè. Bởi vì là gì các bạn, chúng ta có nhiều cái thiết bị, ví dụ iPhone nó sẽ khác, iPad nó sẽ khác, rồi máy tính bảng nó sẽ khác, Samsung nó sẽ khác, có nghĩa là có rất là nhiều cái độ rộng của thiết bị nó khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta khai báo là width bằng divide width, có nghĩa là tùy theo cái độ rộng của cái thiết bị nào thì nó sẽ hiển thị dạng đó, và Bootstrap sẽ tự động làm cái việc đó khi chúng ta khai báo việc này. Cho nên là gì các bạn, mobile first có nghĩa là như vậy, có nghĩa là ưu tiên di động, có nghĩa là ưu tiên thiết bị nào thì nó sẽ hiển thị thiết bị đó. Trên thiết bị di động thì nó sẽ tự động nó sẽ hiển thị làm sao mà người dùng cảm thấy thoải mái để người ta duyệt web. Còn trên trên máy tính bảng thì nó sẽ hiển thị cái khác, và máy tính để bàn thì nó sẽ hiển thị cái khác. Thì nó gọi là gì, width bằng divide width, tức là tùy theo nó sẽ hiển thị cái website của chúng ta tùy theo cái độ rộng của thiết bị các bạn ha, tùy theo độ rộng của thiết bị. Rồi initial scale bằng 1 có nghĩa là cái mức zoom mặc định ban đầu, mức zoom mặc định ban đầu là chúng ta default là 1, có nghĩa là nó zoom cái website của chúng ta lên đó các bạn, nó zoom lên hoặc là nó zoom nhỏ hoặc là nó zoom lớn, thì chúng ta phải nên thiết lập cái chế độ default là bằng 1. Trong một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta có thể zoom bằng 2 hoặc zoom bằng 3 để chúng ta muốn nó phóng lớn lên thì các bạn quy định chỗ này. Cho nên cái bước thứ hai là chúng ta phải khai báo cái tag meta name bằng viewport các bạn ha, và content thì các bạn theo width bằng divide width và initial scale bằng 1. Chúng ta bắt buộc phải có dòng này trong cái thẻ meta ở trong cái thẻ head ha. Rồi tiếp theo là chúng ta đi đến cái bước thứ ba là gì, thêm các lớp container trong Bootstrap. Bắt buộc các bạn phải có container, thì container này có nghĩa là gì, là một cái lớp, một cái thẻ div bao ngoài cùng, có nghĩa là trước khi chúng ta dàn layout, chúng ta làm gì làm không biết, chúng ta buộc phải có một cái thẻ div. Thì cái thẻ div này nó phải có hai cái class. Cái class thứ nhất tên là cái class là container. Cái container này là gì các bạn, nó sẽ cung cấp cho cái trang web của chúng ta, cái layout trang web của chúng ta là được nằm trong một cái container cố định.
thì Bootstrap nó quy định chúng ta phải ghi chữ container nếu như các bạn muốn cái website của chúng ta cố định trong một cái khung nào đó, một cái khung cố định, được chưa? Trong trường hợp nếu như các bạn muốn cái giao diện của chúng ta kéo dài ra, nghĩa là full màn hình, hay cái giao diện nó kéo full màn hình, thì chúng ta xài cái container float cho cái thẻ disk bao ngoài cùng, được chưa nào? Đó, tôi nhắc lại, chúng ta có hai cái club dùng cho cái thẻ disk bao ngoài cùng cho tất cả những cái đối tượng bên trong, tất cả những thẻ bên trong, đó là container và container float. Container là chúng ta muốn là chỉ các bạn muốn trang web chúng ta bị bó hẹp trong một cái container. Còn container float thì là chúng ta muốn full màn hình, chúng ta full màn hình. Thì lát các bạn đi đến demo các bạn sẽ thấy cái phần này rõ hơn ha. Và các bạn chú ý một điều là các container này không được phép lòng nhau. Có nghĩa là chúng ta không có hai container, không có hai cái lớp container nằm ở gì các bạn lòng nhau được, mà nó phải nằm rời ra ha. Container này và container này nó là hai cái riêng lẻ và nó không được lòng nhau. Đó là những cái chú ý quan trọng ha. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta có ba cái bước quan trọng khi mà chúng ta sử dụng Bootstrap. Thì đi đến phần demo các bạn sẽ thấy rõ hơn ha. Đây là một cái demo đơn giản. Đây, tôi đã viết phần demo này rồi, demo Bootstrap. Các bạn nhớ cho tôi, .html là cái thứ nhất. Rồi, trong cái thẻ head của chúng ta bao gồm những cái thành phần sau đây. Đây, tôi mở lớn lên cho các bạn thấy ha, gồm thành phần sau đây. Thành phần thứ nhất, như tôi nói, meta name bằng viewport, content width bằng divide width và initial bằng scale bằng 1. Phải có cái này để nó hiển thị tùy theo cái loại thiết bị nào, cái độ rộng bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị đúng cái độ rộng đó. À, rồi các bạn phải thêm cái những cái Bootstrap sau đây, thêm đúng trình tự nha các bạn, phải theo đúng trình tự. Các bạn theo sai, sai trình tự nó sẽ không chạy. Thứ nhất là cái CSS của cái Bootstrap của chúng ta phải luôn luôn có, và nó lấy từ CDN nha các bạn. Mastcdn.bootstrap.bootstrap và cái gì các bạn, chúng ta khai báo cái version. À, thì các bạn phải khai báo cái CSS, chúng ta buộc phải có CSS bootstrap.min.css. Thì cái min này tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi, là nó xài minify. Có nghĩa là nó gói gọn lại rồi, nó remove tất cả những cái không cần thiết, ví dụ như comment hay là tất cả những cái liên quan đến khoảng trắng, là nó biến thành một dòng. Thì đây là bootstrap.min.css, chúng ta không cần đổi, thì chúng ta lấy cái min này. Tiếp theo là các bạn phải có cái jQuery, chúng ta phải có cái jQuery các bạn ha, phải có jQuery. Và cái thằng này nó cũng lấy từ CDN của Google đây các bạn ha, lấy CDN của Google và nó lấy jQuery và nó cũng chấm min ha, minify nó lại. Và cái thứ ba là cái script cho mastcdn là liên quan đến Bootstrap ha, Bootstrap. Như vậy các bạn chú ý, trước khi chúng ta xài cái gì liên quan đến cái Bootstrap, chúng ta phải khai báo thứ nhất .2 HTML, cái thứ hai là meta, chúng ta meta divide width, cái này phải có thể meta. Và cái thứ ba là ba cái liên quan đến, một là CSS của Bootstrap, hai jQuery và ba là bootstrap.js ha, chấm javascript này, thì khi nào và phải có như vậy. Đó là phần đầu tiên. Phần tiếp theo như tôi nói, tất cả những cái gì tôi không biết ha, các bạn khi làm liên quan đến Bootstrap thì chúng ta buộc phải có đây. Cái thẻ disk các bạn thấy nè, thẻ disk ngoài cùng thì tôi xài ở trường hợp thứ nhất là container, thì nó sẽ gói gọn ở bên trong một cái box. Lát các bạn sẽ thấy khi tôi browser lên, các bạn sẽ thấy nằm trong cái box, được chưa nào? Và nhớ ha, chúng ta luôn luôn có cái tiếp nằm ngoài cùng tên là container, ở trong thì chúng ta dàn theo ý muốn của chúng ta ha. Thì cái này nó có một cái demo, tạm thời các bạn hiểu, các bạn chấp nhận cái này. Ở trong này nó có cái H1, cái thẻ B này tôi không nói gì cả. À, từ đây trở đây nè, các bạn sẽ thấy chỗ này, có nghĩa là nó có class bằng row nè, class bằng column nè, rồi small 6 nè, rồi column small 6. Thì khi liên quan đến cái phần gọi là dạy cái hệ thống grid đó, hệ thống grid 12 cột, tôi sẽ nói rõ cái phần này. Còn trong này các bạn tạm chấp nhận nó là chúng ta hiểu là tôi có một cái dòng, và cái dòng này tôi chia như thế này và tôi chia như thế này, được chưa nào? Và các bạn trong cái bài này thì tôi muốn các bạn chú ý là cái cách include HTML .2, rồi chúng ta in meta, include những cái file cần thiết và cái container và container float ha. Bây giờ tôi chạy trước cho các bạn thấy container, các bạn sẽ thấy nè. À đây, container. Chúng ta chạy lên container. Đây, thì các bạn thấy container nè, là nó vẫn có cái phần bật đinh ở bên này. À, tự động Bootstrap nó làm việc đó các bạn, tự động nó bật đinh. Và các bạn có thấy là nguyên cái nội dung là nó nằm trong cái box, đúng không nào? Bởi vì nó không full nè các bạn, không full ra ngoài, cho nên nó nằm trong cái box. Thì các bạn thấy nè, bây giờ tôi kéo cái này lại ha. Đây, trong cái box này các bạn thấy nó thay đổi nè. Bây giờ tôi kéo nhỏ lại nè, các bạn thấy Bootstrap tự động nó làm việc này, nó reverse siêu đó. Các bạn thấy nó biến thành là gì các bạn? Hồi nãy là chúng ta có hai cái này cùng trên một dòng, đúng không nào? Màu vàng và màu này cùng trên một dòng, nhưng khi nó phát hiện trên cái màn hình khác độ rộng là gì các bạn, nhỏ lại lập tức nó biến thành một dòng đó, lập tức nó biến hết nè các bạn. Nó biến nhỏ lại cho các bạn, tự động nó làm cái việc đó đó. Cái lợi thế hay là cái hay của Bootstrap ở chỗ đó,
Ribbon Shield các bạn ha. Nó rất là hay. Đó, phải tự động nó lên đúng không nào? Tự động nó lên nó xuống. Được chưa nào? Thì bây giờ các bạn thấy là gì? À, nó vẫn chừa hai bên. Thì đó là tôi demo ở chế độ là Container. Bây giờ tôi demo là Container Flood cho các bạn thấy. Thì tự động nó full width màn hình. Nó full width màn hình cho chúng ta. Lưu lại. Rồi tôi đã lưu. Bây giờ tôi chạy lại các bạn thấy nè. Đó. Nó full ra nè các bạn. Nó full cái màn hình ra. Đúng không nào? Bây giờ nó full. Nó rớt xuống nó vẫn full ra các bạn ha. Đó các bạn thấy nó full ra nè. Nó không còn khoảng trắng nào cả. Không còn khoảng trắng nào cả các bạn ha. Đó là Container Flood là chiếm trộn màn hình của website. Còn chúng ta tắt cái flood này đi. Chúng ta tắt cái flood này đi ha. Tắt đi. Tắt đi. Thì các bạn sẽ thấy nó có chạy lại. Khoan, nó chưa, các bạn nào nó chưa có lưu đâu. Container thôi ha. Chúng ta chạy lại container. Đó các bạn sẽ thấy ha, là nó gì các bạn, là nó có khoảng trắng. Nó có khoảng trắng ha. Còn chúng ta thêm flood vào thì nó mất khoảng trắng. Rồi, demo chạy. Nó full hết ra các bạn. Đó, nó full hết ra đúng không nào? Nó full ra. Ha, các bạn chú ý như vậy. Thì tôi nhắc lại là để sử dụng Bootstrap chúng ta buộc phải có những cái sau: 1 doc type, 2 meta device width, 3 cái link này. Được chưa nào? Và luôn luôn nhớ bất cứ chúng ta muốn xài, chúng ta dàn layout thì phải nó nằm trong cái div có class. Một là container, nếu chúng ta muốn là có một cái box trong cái website của chúng ta. Hai là chúng ta xài container flood để nó full toàn màn hình cho cái website, cho cái trang web của chúng ta, nó chiếm trọn màn hình, chiếm trọn phần viewport các bạn. Đây là chữ viewport có nghĩa là trọn cái màn hình ha. Viewport là để thể hiện là cái này đó các bạn. Đây là người ta gọi là viewport, là cái này nè các bạn. Viewport là cái phần không gian mà trình duyệt cho chúng ta thấy ha. Viewport là phần này. Còn phần ở trên này không phải là viewport các bạn. Phần trên này là cái phần để chúng ta gõ URL. Còn viewport là cái toàn bộ cái phần trắng trắng này các bạn. Người ta gọi là viewport ha. Được chưa? Thì đó là cái bài đầu tiên khởi đầu của Bootstrap ha. Đến bài tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một phần khá là quan trọng, đó là hệ thống grid. Và sau đó chúng ta đi đến một số những cái ví dụ để chúng ta liên quan đến Bootstrap ha. Rồi, cảm ơn các bạn.